Cô xin chào tất cả các em. Chào mừng các em đã đến với tiết học luyện từ và câu lớp 2 tuần 22. Từ ngữ về loài chim, dấu chấm, dấu phẩy. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau vào bài học. Trước khi vào bài học, cô giáo sẽ kiểm tra bài cũ một chút nhé. Các em hãy cho cô giáo biết câu hỏi 1. Chim gõ kiến được gọi tên theo A. Hình dáng, B. Tiếng kêu, C. Cách kiếm ăn. Các em lựa chọn đáp án nào? Như vậy chim gõ kiến được gọi theo cách kiếm ăn các em nhé. Ý C. Chúng ta sẽ lựa chọn đáp án C. Đáp án C là đáp án chính xác. Tiếp tục chúng ta câu hỏi 2. Chim vàng anh được gọi tên theo A. Cách kiếm ăn, B. Hình dáng, C. Tiếng kêu. Các em ạ, chúng ta thấy chim vàng anh là một loài chim được gọi tên theo hình dáng đấy các em ạ. Đáp án B là đáp án chính xác. Con chim vàng anh là một loài chim rất là đẹp, có hình dáng, có màu vàng và lẫn tím một tí đen, rất là đẹp các em nhé. Tiếp tục các em trả lời cho câu hỏi sau. Em hãy trả lời câu hỏi. Câu hỏi 1. Sách vở của em để ở đâu? Em hãy thay câu hỏi ở đâu bằng câu trả lời của mình. Câu trả lời như sau. Câu hỏi 1. Sách vở của em để ở đâu? Chúng ta sẽ trả lời là sách vở của em để trong cặp, hoặc sách vở của em để ở trên giá sách. Như vậy chúng ta sẽ trả lời được câu hỏi 1. Câu hỏi 2. Em làm thẻ mượn sách ở đâu? Chúng ta có thể trả lời như sau. Em làm thẻ mượn sách ở thư viện. Như vậy là cô và các em vừa cùng nhau ôn lại kiến thức của bài cũ. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau đi vào bài học ngày hôm nay. Đó là từ ngữ về loài chim, dấu chấm, dấu phẩy. Các em hãy quan sát nội dung của bài. Bài tập 1, sách giáo khoa trang 35. Các em hãy chú ý bài tập 1 yêu cầu như sau. Nói tên các loài chim trong những tranh sau. Trong đây là một số những cái tên của loài chim mà người ta đưa cho chúng ta để chúng ta có thể tìm và lựa chọn dưới những bức tranh về các con chim, loài chim ở trong bài tập 1. Đó là đại bàng, cú mèo, chim sẻ, sáo sậu, cò, trào mào, vẹt. Như vậy là bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau quan sát. Đây là một số những hình ảnh con chim trong bài tập 1. Và nhiệm vụ của các em là phải lựa chọn tên của các con chim vào các bức tranh cho phù hợp. Bức tranh số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6 và số 7. Các em hãy quan sát và điền tên các loài chim này phía bên dưới nhé. Cô mời các em hãy thực hiện và vào bài tập cho cô. Cô trò chúng ta cùng nhau làm bài tập 1 nhé. Bức tranh thứ nhất đó là con chim trào mào. Các em ạ, chim trào mào là một loài chim ở trên đầu của nó có đặc trưng đó là có một cái mào. Loài chim thứ hai đó là chim sẻ. Chim sẻ là một loài chim rất bé, nhỏ. Tiếp theo là con tranh thứ ba là con cò. Con cò là một loài chim có cái chân rất là cao và thân hình, toàn thân hình có bộ lông màu trắng. Bức tranh thứ tư đó là chim đại bàng. Chim đại bàng là một loài chim rất là hung ác, có thể là đi bắt những con vật bé hơn để nó ăn. Đại bàng là một con vật to. Tiếp theo, đây bức tranh số 5 là con vẹt. Đấy, con vẹt là một loài chim biết bắt chước tiếng nói của con người. Bức tranh thứ 6 là con chim sáo sậu. Sáo sậu là một loài chim có tiếng hót rất là hay. Bức tranh thứ 7 là con chim cú mèo. Trông con chim cú mèo về cái mặt của nó là trông rất giống con mèo các em nhé.
Như vậy là ở bài tập 1 các em đã tìm hiểu được về tên của một số loài chim tương ứng với bức tranh. Bây giờ các em hãy kể thêm tên một số loài chim khác mà em biết. Các em có thể kể tên một số loài chim khác mà em biết. Ví dụ chúng ta có thể kể là chim sơn ca, chim hoàng anh, chim công, chim cuốc, hoặc là con chim sâu, chim sẻ, chim sâu, chim gõ kiến, chim bói cá. Đấy, như vậy có rất là nhiều loài chim khác các em nhé. Chúng ta có thể biết loài nào chúng ta có thể chia sẻ với các bạn và cô và các bạn nhé. Đây, cô giáo giới thiệu thêm với các em một số những cái loài chim khác nữa, đó là chim sếu này. Chim sếu nó có cái cánh rất là dài dài này. Cổ rất là dài. Chim công là một loài chim có đặc trưng có cái bộ lông đuôi rất là đẹp. Đẹp nhất trong các loài chim đó là cái bộ lông của đuôi công. Tiếp theo là con chim đà điểu, cái cổ rất là dài, chân dài, mình rất là to. Chim yến là một loài chim rất là đẹp. Chim én, chim cắt, khứu. Đó, như vậy đây là một số những cái loài chim khác nữa các em nhé. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang làm bài tập 2. Bài tập 2 trong sách giáo khoa trang 36. Yêu cầu như sau: hãy chọn tên loài chim thích hợp ghi vào mỗi chỗ trống dưới đây. Các cái từ loài chim đó là vẹt, quạ, khứu, cú, cắt. Đây là một số tên loài chim và nhiệm vụ của các em là hãy chọn tên loài chim thích hợp để ghi vào mỗi chỗ trống dưới đây. Cô mời các em hãy quan sát. Ví dụ đầu tiên chúng ta thấy ý A là câu được ví như sau: đen như. Chúng ta sẽ điền loài chim gì vào đây? Chúng ta sẽ ví là đen như gì? Các em ạ, đen như quạ. Con quạ nó có đặc trưng là có bộ lông rất là đen. Và có một câu chuyện nói về vì sao mà con quạ lại có bộ lông màu đen rồi. Các em hãy tìm hiểu nhé. Tiếp tục, hôi như. Chúng ta thường là ví là hôi như. Đây là con quạ các em nhé. Giới thiệu các em quạ. Đây là con quạ có màu lông màu toàn thân màu đen. Tiếp tục, hôi như. Chúng ta sẽ chọn con chim cú các em nhé. Hôi như cú. Đó, đây là con chim cú này các em. Rất là bẩn và có mùi rất là hôi. Ai mà bẩn thỉu hay gì người ta hay ví là hôi như cú. Tiếp theo là nhanh như. Chúng ta thường thấy người ta ví là nhanh như cắt. Con chim cắt nó rất là nhanh các em ạ. Nhanh như cắt. Đấy, có giới thiệu đây chính là con chim cắt này. Rất là nhanh. Tiếp tục nói như gì. Ở bài tập 1 cô mới giới thiệu rồi. Con chim vẹt nó bắt chước tiếng người cho nên người ta thường gọi là nói như vẹt. Đây chính là con chim vẹt này, hay bắt chước tiếng người. Đấy, và nói rất là nhiều, người ta gọi là nói như vẹt. Tiếp tục, hót như gì? Hót như khứu. Con chim khứu là một con hót rất hay các em nhé. Đây là một loài chim khứu. Đó. Vậy là cô vừa các em cùng làm xong bài tập 2. Cô mời các em đọc lại các câu này nhé. Đen như quạ, hôi như cú, nhanh như cắt, nói như vẹt, hót như khứu. Như vậy là cô và các em vừa cùng nhau hoàn thành xong bài tập 2. Tiếp tục cô trò chúng ta cùng nhau làm bài tập 3. Bài tập 3 sách giáo khoa trang 36 yêu cầu như sau: chép lại đoạn văn dưới đây cho đúng chính tả sau khi thay ô trống bằng dấu chấm hoặc dấu phẩy. Các em ạ, ở đây là một đoạn văn trong đó có các ô trống và mỗi ô trống này sẽ chứa dấu phẩy hoặc dấu chấm mà còn thiếu. Nhiệm vụ của các em là phải điền dấu chấm hoặc dấu phẩy vào chỗ ô trống này. Sau đó chúng ta sẽ chép lại đoạn văn này theo cho đúng với dấu chấm, dấu phẩy mà chúng ta vừa điền vào ô trống. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng đi nhau đi làm phần đầu tiên, đó là điền dấu chấm hoặc dấu phẩy vào ô trống đã nhé. Chúng ta cùng nhau đọc đoạn văn. Ngày xưa có đôi bạn là diệc và cò. Chúng ta sẽ lựa chọn ở đây đó là dấu dấu đầu tiên, chúng ta sẽ điền đó là dấu chấm. Hết một câu mà. Ngày xưa có đôi bạn là diệc và cò chấm. Tiếp tục câu thứ hai.
Chúng thường cùng ở, cùng ăn, cùng làm việc và cùng và đi chơi cùng nhau. Như vậy chúng ta thấy ở đây những cụm từ cùng ăn, cùng ở, cùng ăn, cùng làm việc là những từ ngữ chúng ta thấy là chúng ta có thể dùng ở đây, đó là dấu phẩy. Đấy, để ngăn cách những cái từ ngữ này. Đấy. Và đi chơi cùng nhau, như vậy đến đây là hết câu, chúng ta sẽ dùng dấu chấm. Đó. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong việc điền dấu chấm hoặc dấu phẩy vào chỗ chỗ ô trống. Chúng ta cùng nhau đọc lại đoạn văn này. Ngày xưa có đôi bạn là Diệc và Cò. Chúng thường cùng ở, cùng ăn, cùng làm việc và đi chơi cùng nhau. Hai bạn gắn bó với nhau như hình với bóng. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau luyện viết lại cái đoạn văn sau khi chúng ta đã điền dấu chấm và dấu phẩy vào ô trống. Cô mời các em hãy luyện viết đoạn văn này vào vở ô ly nhé. Tiếp tục cô trò chúng ta sẽ cùng nhau chép lại đoạn văn dưới đây cho đúng chính tả sau khi đã thay ô trống bằng dấu chấm hoặc dấu phẩy. Các em ạ, sau khi các em đã điền xong và luyện viết xong thì cô trò chúng ta sẽ cùng nhau sang phần tiếp theo, đó là củng cố dặn dò. Các em về nhà học thuộc các thành ngữ ở bài tập 2 và chuẩn bị bài sau, đó là bài từ ngữ về muông thú, đặt và trả lời câu hỏi như thế nào. Tiết học của cô hôm nay đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt các em và chúc các em chăm ngoan học giỏi. Hẹn gặp lại các em vào tiết học sau. Cảm ơn các em đã xem video. Hãy bấm like, ủng hộ kênh, comment để nêu ý kiến của bạn.